Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiki Pet Store. Các bạn có biết, hơn 80% người nuôi mèo ở Việt Nam đều không nhận ra rằng bản thân mình đã cho mèo ăn sai cách, không phải cứ áp dụng chế độ ăn của mình vào cho mèo là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho chúng. Việc áp dụng chế độ dinh dưỡng không phù hợp có thể dẫn đến mèo bị lệch đi các chế độ cần thiết. Từ đó các quàng thượng của bạn rất dễ gặp các tình trạng như suy dinh dưỡng, chán ăn hoặc ngược lại là béo phì, giảm tuổi thọ của mèo. Đối với những chế độ dinh dưỡng không hợp lý về lâu dài có thể ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải tốn lại một khoản tiền để thăm khám bác sĩ cũng như chăm sóc bồi bổ lại dinh dưỡng cho các bé. Một số người khi thấy mèo của mình chưa được mồn mỉm thì cứ nghĩ rằng phải cho các bot ăn nhiều hơn mà không biết các chế độ dinh dưỡng bạn đang cung cấp cho chúng là không hợp lý. Đây không những không giúp ích cho mèo mà còn có thể phản tác dụng gây ra các tình trạng bệnh lý cho mèo như tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cao. Khi bạn cung cấp quá nhiều chế độ ăn carbohydrate như cơm, gạo, ngũ cốc, khoai tây có thể gia tăng tình trạng mắc bệnh tiểu đường ở mèo. Một số trường hợp có thể gây dị ứng cho mèo, nôn mửa, ngứa, viêm da và có thể dẫn đến nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa cho mèo, rất dễ dẫn đến tình trạng biến ăn ở mèo. Khi mèo không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng rất dễ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, làm cho mèo yếu ớt và ít năng động hơn. Nghiêm trọng hơn, không phải thức ăn nào bạn sử dụng được thì có thể sử dụng. Một số sản phẩm có thể gây ngộ độc cho mèo như các loại sữa bạn uống, sô cô la, nho khô. Đây là những sản phẩm có thể gây ngộ độc cho mèo. Đặc biệt, nhiều người nuôi mèo hiện nay đang than phiền về việc mèo rất dễ mắc bệnh sỏi thận, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như lối sống của mèo. Vậy nguyên nhân là do đâu khách quan? Hay do bạn đang chăm sóc mèo không đúng cách? Đây cũng là trong những thắc mắc lớn nhất của mình trong khoảng thời gian đầu nuôi mèo. Để giúp các bạn có thể chăm sóc tốt hơn cho các bé mèo nhà mình, video này, Tiki Pet Store xin chia sẻ đến bạn những kiến thức để cùng nhau giải quyết vấn đề nhé. Cùng theo dõi video để có thêm những thông tin hữu ích về cách chăm sóc cho mèo nha. Nội dung được mình tích lũy từ kinh nghiệm cũng như qua học hỏi từ những nguồn tài liệu. Nếu có sai sót mong các bạn đóng góp thêm. Đi vào vấn đề chính, nguyên nhân chính ở đây là do các bạn cung cấp một chế độ dinh dưỡng không hợp lý cho các quàng thượng và cho chúng ăn vô tội vạ, không đúng thành phần và hàm lượng các chất cần cho mèo phát triển tốt nhất. Để giải quyết vấn đề này, trước hết bạn cần trả lời những câu hỏi như: thành phần dinh dưỡng nào tốt cho mèo? Nên cho mèo ăn bao nhiêu là đủ? Lượng dinh dưỡng cần thiết là bao nhiêu? Có nên tùy chỉnh chế độ dinh dưỡng cho mèo theo từng giai đoạn không? Một phương pháp rất đơn giản để bạn giải quyết các vấn đề trên, đó là mang mèo của bạn đến cơ sở thú y để được thăm khám và đưa ra các giải pháp về dinh dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, nhược điểm của cách này là bạn phải bỏ thời gian, bỏ tiền đến các cơ sở thú y để được các chuyên gia dinh dưỡng thú cưng tư vấn riêng cho các bot của mình, dẫn đến phương pháp này khá tốn kém. Cuộc sống mà, không ai cho không ai điều gì cả. Và để giúp những sen không có nhiều thời gian, kinh phí, mình có hai cách cho bạn, đó là tự tìm hiểu và làm thức ăn tại nhà. Cách này đòi hỏi bạn phải biết lý thuyết và thực hành, trả lời được những câu hỏi mình vừa nêu ra: thành phần, khẩu phần, chế độ ăn cần thiết cho mèo, và sẽ tốn nhiều thời gian để bạn áp dụng công thức và chế biến thức ăn cho các quàng thượng thân yêu của mình. 1. Thành phần dinh dưỡng nào tốt cho mèo? Theo công thức của các chuyên gia thú y, khuyến cáo dinh dưỡng dành cho mèo sẽ bao gồm: nguồn protein. Mèo là loài động vật ăn thịt, vì vậy chúng rất cần nguồn protein từ những thành phần thịt động vật bao gồm như gà, vịt, thịt cừu, thịt bò. Thành phần chất đạm protein này thường chiếm phần lớn lượng thức ăn, thường là trên 30%. Thành phần chất béo tỷ lệ là 14-20%, thông thường sẽ là từ mỡ động vật như mỡ gà, mỡ cá, một lượng ít từ dầu thực vật. Chất xơ, thành phần cung cấp một lượng carbohydrate giúp cho hệ tiêu hóa của mèo được tốt hơn. Hàm lượng thành phần chất xơ sẽ chiếm từ 1-5%. 2. Nên cho mèo ăn bao nhiêu là đủ? Lượng dinh dưỡng cần thiết là bao nhiêu? Để trả lời câu hỏi này, trước hết, bạn cần căn cứ tình trạng sức khỏe trọng lượng của mèo mà có thể đưa ra lượng thức ăn sao cho phù hợp. Ví dụ, mèo của bạn nặng 4kg, đang trong giai đoạn phát triển, thì ta có thể thấy rằng mèo 4kg thì cần cho ăn từ 225-250 calo một ngày, với lượng protein cần cho mèo trưởng thành là 30%. Từ đó ta tính ra được lượng calo mà protein cung cấp trong một ngày là khoảng 75 calo. Nếu sử dụng ức gà thì ta sẽ cần dùng là 45 gram, 175 calo còn lại bao gồm các chất khác. 3. Có nên tùy chỉnh chế độ dinh dưỡng cho mèo theo từng giai đoạn không? Đối với mèo của bạn là mèo anh lông dài, mèo ba tư cần phát triển lông và da, bạn nên lựa chọn chế độ ăn tốt cho lông và da, cũng những thành phần chất xơ giúp tiêu hóa tốt. Các thành phần này có thể là dầu cá, mỡ động vật, rau củ. Với bé mèo của bạn là mèo anh lông ngắn cần tập trung phát triển và đặc tính riêng là cơ bắp, bạn nên lựa chọn khẩu phần ăn nhiều protein từ các nguồn chất lượng như thịt vịt, cừu hay thịt bò, giúp phát triển cơ bắp cho các bot được tốt nhất. Cùng với đó, khi bạn chọn các thành phần, bạn nên lưu ý tránh các thành phần có thể gây ngộ độc cho mèo, bao gồm cà phê, sữa, rượu bia, sô cô la, củ hành tây, muối, mỡ, nội tạng động vật, không sử dụng các thành phẩm ẩm mốc, ôi thiêu và một số loại khác. Khi đã trả lời được những câu hỏi trên, bước tiếp theo bạn cần phải làm là phải thực hành. Đương nhiên việc này sẽ tốn ít nhiều thời gian của bạn, và cần lưu ý rằng phải thơm ngon và kích thích vị giác mèo nữa nhé. Phương pháp này không những giúp tạo nguồn dinh dưỡng chất lượng dành cho mèo, cũng như giúp gắn kết tình cảm giữa sen và bot của mình hơn. Mặc dù có thể tự nấu thức ăn cho thú cưng tại nhà một cách an toàn và đầy ý nghĩa, nhưng không hề dễ dàng như nhiều người nuôi thú cưng nghĩ, và ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể khiến sức khỏe thú cưng của bạn gặp nguy hiểm.
tôi sẽ có video nói về vấn đề này. Chính vì vậy, tôi xin giới thiệu một phương pháp khác, đặc biệt an toàn cho mèo của bạn. Đó là lựa chọn những sản phẩm thức ăn được chế biến sẵn bởi các thương hiệu thức ăn cho thú cưng nổi tiếng cung cấp trên thị trường, nhằm đỡ gây ra những rủi ro khi nấu cho các bé mèo, còn đỡ tốn nhiều thời gian cho các bạn, đặc biệt là dinh dưỡng thì không phải bàn. Việc của bạn giờ đây chỉ cần hiểu được ý nghĩa các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho bé mèo của mình, qua đó có thể lựa chọn các sản phẩm thức ăn phù hợp. Một lưu ý nữa dành cho bạn khi sử dụng dạng thức ăn này là bạn cần phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhằm tránh các loại bệnh có thể gây ra ở mèo, như sỏi thận chẳng hạn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thức ăn cho mèo được cung cấp, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau của mèo như giai đoạn phát triển, tình trạng sức khỏe, giống mèo. Đối với mèo con, bạn có thể căn cứ vào lượng protein cung cấp trong thức ăn ở mèo con thông thường sẽ là trên 32%. Các sản phẩm tiêu biểu bạn có thể cân nhắc lựa chọn như Joyer Canine Kitten, Cát Giang Kitten. Đối với mèo trưởng thành, lượng protein sẽ là từ 28% trở lên, tiêu biểu như Joyer Canine Indoor, Ziploc Plus, Mio Adult, Cát Giang hay Kun Kun. Với mèo bị sỏi thận, bạn lựa chọn sản phẩm như Joyer Canine hạt dành cho mèo sỏi thận. Với sản phẩm ngăn ngừa mèo bị búi lông, bạn có thể lựa chọn Ziploc Plus và Joyer Canine hạt dành cho mèo lông dài. Hoặc với mèo anh lông ngắn, bạn có thể lựa chọn sản phẩm tiêu biểu như Joyer Canine hạt dành cho mèo lông ngắn. Bạn hãy yên tâm sử dụng vì tất cả sản phẩm trên thị trường hiện nay đã được kiểm tra an toàn thực phẩm của các hiệp hội bảo vệ thú cưng. Trên đây là các thông tin về dinh dưỡng cho mèo, kèm theo đó là các lưu ý cũng như hướng dẫn khi cung cấp thức ăn cho mèo nhà mình. Hy vọng qua video này sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích về cách lựa chọn thức ăn cho các bót của mình. Nếu có thắc mắc thêm về sản phẩm, bạn có thể liên hệ với cửa hàng Tiki Pet Store để được tư vấn tốt hơn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé.